Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Xin chào con bà cô chú. Con đi đâu? Con đi học. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay em chỉ đi học rồi mọi người. Hôm nay trời sương mù, sáng ra sương mù nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi ha. Dự báo hôm nay là trời nắng cả ngày á cô chú anh chị, là mưa nguyên một đêm hôm qua luôn, xong rồi sáng cái sương mù, hy vọng là một chút nữa sẽ nắng lên hết cô chú anh chị. Chị đã tới trường rồi nè cô chú anh chị. Mới sáng mà chị muốn uống nước rồi đó hả? Hồi nãy uống một ly sữa rồi đó. Ô là trời, Chi con vẽ cái gì mà con bài giữ hờ một đắng giấy vậy Chi? Ai với ai mà mặc cái bộ đồ màu giống nhau vậy ta? Hả? Ừ. Trời ơi, vẽ có mấy cái hình mà nói bài rồi. Trời ơi, ủa sao vẽ cái nào cũng giống nhau vậy hả? Lấy hết cái giấy hình của bà luôn rồi, quá trời luôn rồi. À cái này là, trời ơi trời, em Chi nè, em đang có tưởng tượng gì đây không biết. Đây là bộ đồ, Chi nói là đây là cái bộ đồ hay cô chú, cái quần cái áo nè. Rồi hồi nó là cắt ra xong rồi dán vô đây, hay dữ vậy ta. Trời ơi quá trời luôn rồi, trời ơi vá bài nè. Rồi giấy vẽ có một chút rồi cái dục ra đây vậy đó hả, quá trời luôn. Hôm nay lại trời mưa nữa rồi cô chú ơi. Thôi con vẽ đi nha. Thank you.
chào cô bà, cô chú, cô đi học. Học cái gì? Gymnastics. Gymnastics. Gymnastics là thể dục dụng cụ hả cô chú anh chị? Hôm nay là bữa thứ tư rồi nè. Hôm nay bữa thứ tư Chi đi học. Nào cho ông bà cô chú coi bộ đồ của Chi. Ấy trời ơi. Kim mới mua cái bộ đồ cho Chi. Mấy bữa trước chưa có mua đồ đó cô chú anh chị, là mặc cái bộ đồ áo thun với quần bình thường thôi. Đây, bữa nay mặc bộ đồ thể dục đây. Đưa mẹ coi. Cái đồ này coi giãn rất là tốt mà cô chú anh chị ôm cái bụng. Rồi lát vô mở cửa ra. Mẹ đó. Ê mẹ chưa mở khóa. Hai mẹ con sẽ đi taxi hết cô chú anh chị. Hôm nay là thứ sáu rồi. Đi taxi xong rồi một họ ba Chi là chuẩn bị xuống máy bay đó. Một chút nữa là xuống máy bay sẽ chở hai sẽ đến một chút nữa xuống máy bay là sẽ đi từ sân bay đến chỗ đó đón hai mẹ con về luôn. Đi con. Đi ra. Được không? Thôi để chân xuống đi. Trời ơi trời. Kéo cái kia ra con. Rồi ok. Chị chờ con bà cái đó. Chị đã đến gymnastics rồi nè cô chú ơi. Đi chờ. Đi đâu? Gì múa ba lê hả? Trời. Chào đó nha. Xin chào con ba cô chú con thì về. 3 giờ tới phải không? Phải không? Dạ, đó đi đi. Ba chị xuống sân bay giờ tới là cô chú anh chị. Come on. You're all mine. No share, Daddy not sharing, Gigi. Okay? You alright, pumpkin? Have a nice day. Go on. Baby girl. Hello honey, how are you? Oh, alright. Oh, let me see. That's the one I cleaned before, right? This one. Yeah. So you need milk, you need sausages, you need the butter, my butter.
and get another bag of chips. You probably don't need that much, actually. Hey. It's not easy trying to keep so many people happy, babe. Especially when everybody wants to do different things. Chị đi đâu? Con đi học ballet. Học ballet. Cả nhà đang đưa Chi đi học ballet xong rồi cả nhà sẽ đi mua đồ ăn cho hai anh này uống cà phê ăn sáng ha cô chú anh chị. Kim sẽ đi mua đồ ăn, đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần tới. Như Chi làm gì vậy? Bye Chi, be good girl. Wait, because I have to carry you. No. Chụp. Come on. Bye. Could have done that 5 minutes ago. It's just a kiss. Not going to be your last kiss from mummy, is it? Crazy cat. Bye, babe. Bye, Jay. Có tim heo luôn hết cô chú anh chị, nhưng mà cắt ra nhìn thấy mắt thấy máu chảy thấy ghê quá à. Thấy sợ. Cái này cật heo nè, cật heo có hết đó. Và đây là gan heo, nhưng mà sao em thấy nước sôi không, hay là người ta giữ nước như vậy cho nó tươi không biết nữa. Nhưng mà thôi kia không ăn đâu. Tony vừa thấy Tony đã chạy mất dép rồi. What you got? What's that? Hello chị. Hello, chị đã học ballet xong rồi nè cô chú ơi.